Alo. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì mình thông báo cho anh em đó là Uncover đã sống lại nhá. Nhiều anh em ra break thì rất là mong chờ cái ứng dụng Uncover nó bị thu hồi chứng chỉ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em nhá. Thì là vẫn là nguồn IPad.88 đây anh em. Ok. Đây. i3.kênh8.net nhá. Đây đang hoạt động Uncover, nghĩa là chỉ đây chỉ có Uncover hoạt động thôi. Đấy, nên là anh em mau chóng vào đây tải nhá. Đấy. Thì có bạn đó bảo là anh ơi, khi nào Uncover sống lại thì anh làm video đi. Em đã subscribe và bấm chuông rồi. Thì mình đã khi mà có thông tin là Uncover đã hoạt động. Đấy thì rất là nhiều nguồn khác. Đây anh em có thể lên Facebook này. Nguồn của bên đây này, kênh đây. Ngon tải được rồi anh em ạ, kênh táo cua 12.4 nhá. Nghĩa là cái nguồn chỗ kênh táo cua này cũng tải được nha anh em. Nhưng mà anh em nào thì chính thống thì cứ vào i3.kênh8.net này. Đây đang hoạt động Uncover này, đã tải nhá. Ok, thì chỉ làm video ngắn gọn vậy thôi, chỉ hướng dẫn và giới thiệu cho anh em thông báo cho anh em đó là Uncover đã sống lại nhá. Và sau khi anh em tải Uncover về thì em ra break. Sau khi ra break thì anh em nhớ tải cái Zebo version này nhá. Khi mà anh em có tắt nguồn hoặc là khởi động lại thì anh em sập pin hay là cái gì đó, lý do gì đó thì anh em vẫn có thể ra break lại nhá, không phải chờ bị Apple nó thu hồi nữa. Cái Zebo version này trước cũng bị lỗi nhưng mà anh DevTop đã sửa lỗi rồi nhá. Ok, thì mình chỉ thông báo cho anh em vậy thôi. Thì anh em nào mà ủng hộ cho kênh của mình, theo dõi thì sẽ nhận được thông báo sớm nhất. Và anh em nào mà muốn nhận được những cái kiến thức chia sẻ ở những video tiếp theo thì hãy like nhá. Hãy like để ủng hộ cho kênh của mình và subscribe, nhớ bấm chuông nhá. Để nhận được những video khi mình ra để cho anh em có thể muốn có cái kiến thức để làm ví dụ như là về Uncover sống lại này. Đấy, anh em có thể nhanh chóng vào để jailbreak nhá.